Hi, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay nè, mọi người thấy cái này mọi người biết gì không? Việt Nam mình có bán quá trời phải không? Đây là con nhộng. Mà nhộng này là đã đông đá rồi các bạn, được xuất khẩu bên Việt Nam mình qua nè các bạn. Thì hôm nay Ngọc với chồng Ngọc sẽ thử thách ăn nhộng nha các bạn. Chồng mình là nào giờ mình chưa biết, nhưng mà Ngọc thì Ngọc đã từng ăn con nhộng này rồi. Thì bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi cái video clip này nha. Đây nè mọi người ơi, thì Ngọc đã rửa nhộng khô rồi ha. Bây giờ Ngọc sẽ lấy cái nhộng, Ngọc mới vừa bắt cái chảo gì đó, chảo dầu đó, chảo dầu này nóng rồi nè mọi người. Bây giờ Ngọc sẽ bỏ cái con nhộng này vô. Bây giờ Ngọc sẽ tận nè các bạn, coi Ngọc sắp nè nha. Rồi rồi hay sắp chảo dữ chưa, sốc mà rớt nhộng luôn, thấy dữ chưa. Rồi đây, bây giờ cái cách Ngọc tự chế biến, Ngọc sẽ bỏ bột tỏi. Cái này Ngọc chưa bao giờ chế biến nha mọi người. Ngọc sẽ tự chế biến bột tỏi vô. Đó. Còn đây, cái hành này gọi là hành phi. Hành phi mà cũng của Mỹ các bạn. Rắc vô. Đó. Cho thơm mà, bệnh gì cử. Món ăn mình tự chế biến. Rồi tới đây là cái này là bột cái này kia nãy, bột tỏi này, bột hành củ. Đó. Bỏ vô cho nó thơm. Bớt ra, bỏ vô cho thơm. Cái món này là Ngọc tự chế biến nha mọi người, chứ còn hồi nào giờ Ngọc cũng nghĩ ai làm kiểu này đâu. Ngọc tự suy nghĩ trong đầu, Ngọc cũng nói bây giờ cái món này là Ngọc muốn làm như vậy. Đó. Yes baby. Hả? I can't hear you. Đó. Ngọc lên. Rồi Ngọc hồi nãy Ngọc hỏi mẹ Ngọc á, thì đây. Ngọc dựng máy xuống. Hồi nãy Ngọc hỏi mẹ Ngọc á làm. Đây đang học glasses. Are those fake glasses? I don't know. Thì đó, bây giờ Ngọc sẽ cho một xí nước mắm vô cho đậm đà bản sắc dân tộc. Xí thôi, xí nước mắm thôi. Rồi, bỏ một xí đường vô thôi. Cái gì cũng xí. Đó. Thử chưa? Rồi, bây giờ bắt đầu xào lên. Cái ấy nóng lên vậy, phải sao bắt đầu là mình thưởng thức rồi đây. Xin chào tất cả mọi người. Lucky. Lucky's really quay. Into it. Đây mọi người ơi, Ngọc đã làm xong cái dĩa. Lucky, nè con. Nho dâu quá con, ăn đi con. Đâu được đâu. No, she wants, everybody wants it. Nó loại ăn nhộng luôn. Cái ớn nó không? Ủa, con ăn được không? Hả? Đây, thì đây là cái dĩa nhộng. Bây giờ chay rồi quá. À mẹ. Rồi rớt. Rớt xuống ghế này cho cái khác. Ăn đi. Oh my gosh, really. Nó làm y như là của vàng, của quý gì vậy. Lucky, đi ra chỗ khác giùm Lucky. Ngon không? Ngon không? Trời ơi, con nó ăn kìa, nó làm y như vàng, như ngọc vậy đó. Rồi, nó mất tiêu rồi. Rớt rồi, nó rớt đâu rồi? Đây. Đó. Đó, ăn đi. Cái con nhộng này nói chung là Ngọc ăn cách đây lâu lắm rồi. Nhưng mà bây giờ chợ Việt Nam bán nguyên một bịch nhộng này Ngọc ăn. Ooh. Bán nguyên bịch nhộng này có 3-4 đô, có 70-80 ngàn à. Rồi baby, try. Alright. Coi Lucky with that. Lucky duyên dáng nè, nằm kế bên coi duyên dáng dễ sợ. Alright, here we go. Smells good. Yeah. It's pretty gross. No, it feels gross. It doesn't taste gross. Chồng Ngọc anh nói á, cái cảm giác thì hơi sợ, nhưng mà thật ra thì cái gọi là cái vị của nó thì không có sợ, hoặc là mà không có ghê gớm như là đây đây đây. Cái gì vậy? Are you sure you don't want it? Cái gì vậy? Mày cho con want it now. Hả? Không ăn giờ đổi gì? Không ăn. Yeah, yeah. Nó bẻ được cái đó ra rồi giờ nó không ăn nè. Coi được đời không? Ăn này không? Mày ha. Đó, giờ Ngọc cho chay cherry rồi. Ngọc cherry. Nói chung là Ngọc ăn cái này là lúc mà Ngọc còn nhỏ, lâu quá cũng mang lại. Thì đi chợ tình cờ thấy con này, bây giờ mua lại cho chồng. Ngọc ăn thử, rất là thơm các bạn.
Đối với những người nào mà chưa ăn con này á, khi mà các bạn cắn vô á, cái nước xịt ra liền. Nhưng mà cái thân cái mình của nó ăn béo giống như ăn đậu phộng. Đó, cắn cái bực á, nước xịt ra, ăn béo như đậu phộng. Bà Hai nào cho ăn con này cho bà Hai. Chưa bao giờ. Bà có muốn thử không? Không, con cắn con. Sao vậy? Lỡ rồi đau bụng rồi, bốn người đau luôn. Nó kỳ ra vô hết hết kỳ ấy. Duyên quá. Chồng Ngọc bây giờ anh đi lấy kem anh ăn rồi. À ba đây con. Mời cho ăn kem. Ăn thử đi bà Hai. Tại sao cô không thử cho biết? Somebody's gotta eat it with her. Hả? Bà Hai sẽ cho. Bà Hai, have some. Look, look bà Hai. Look. Bà Hai nhìn kìa. Không, bà Hai cũng nói thiệt, ăn y như đậu phộng. Không có một chút nào mà gọi là khó ăn hay là nó bị cái gì hết á. Con dám thề với bà Hai vậy luôn. Bà Hai biết, nhưng mà tại vì bà Hai không muốn thử. Từ đó giờ thấy nhiều lắm, thấy là bán thúng. Đúng rồi. Chị bán không nhắn nhở nữa đó. Like if it was totally the end of the world and I had to eat that to survive, I could totally do it. Yeah. Thì Quỳnh nói nếu mà đây là cái thứ cuối cùng để có thể ăn để sống trên cái thế giới này là thì Quỳnh ăn được cái này. Bà Hai thử coi. Nè đó kì, cho đó kì ăn con nhậm nè. Nóng ăn rồi nãy chồng con cho rồi. Sao đi, không ăn rồi đây anh chị. Quỳnh nó cho rồi. Không ăn rồi đây anh chị. Chị hửi rồi, chị đi à. Baby. Baby. Yes. Ủa, sao ta đang thử thách ăn nhậm mà ngồi lấy giấy kem, ăn kem biết luôn nha trời. Baby. Biết rồi. This is warm, soap warm. Challenge, not ice cream challenge. I beat the ice cream challenge. Yeah, look at Lucky wants the ice cream challenge. Yeah, can you? Yo. 1, 2, 3, yo. Yo. It first. Khi mà vô cái là khi vô cái miệng cái là mình cắn cái là bể ra liền. Mà sau đó thì cái vị rất là dễ ăn chứ không phải vị mà khó ăn như mấy cái con mà Ngọc đã từng thử. So this is a challenge just because it's kind of gross? Yeah. Scary. It's not scary. Mm. If these things were like, I don't know, not like explode in your mouth, they'd be probably a little bit better. But after that, it tastes like, to be honest, it tastes like peanut. Almost, but like a gross version of it. Thì bê con bà đó đi người ta làm nó mua này mà trong cái hộp á mà người ta làm khô. Dạ. Khô hơn cái này, người ta rang khô queo. Cái này là người ta luộc rồi. Không biết cái kia làm sao. Mà mua nó ăn nó ngon quá à. 5 đồng hộp nó chút xíu rồi nè. Ủa vậy là con ba thử rồi luôn hả? Ừ. Bê á, Natalie á. Mua nó ăn á. Ủa chạy rồi cuối cùng lại ăn này sao không chịu ăn nữa chạy. Nó nói ngon lắm, mà mang ăn thử nó không? Mang không chịu thử gì hết, mang ăn thử. Ha. Ăn ngon. Ngon. Thôi ăn đi. Just doesn't like the skin. Cái mẹ mà người ta làm khô mà bà thấy ngon không khô. À, ngon ha. À, giờ ngon yeah, rồi nhưng mà like mẹ huh? Phải bẻ này ra cho con nhìn đi hai mấy con nó sấy rồi nữa nó thấy khô. Yo mà hai ba yo hai đứa đây nè again three of us 1, 2, 3 yo. Ngon quá. Ngon quá chay ơi là chay. Chay ơi là chay ngon quá. Ba chay ăn xong mới ăn xong cái miếng đó là bỏ vô miệng miếng. I wash it down with some ice cream. Bà ăn kem rồi bà. No comment. Bye challenge. Bà hai kem đó là kem mà kem đậu phộng đó bà. Có mùi sô cô la chứ đâu.
Cô chú thấy chay giỏi chưa? Chay ăn tới nhộng luôn rồi đó. Cô chú nào mà thấy sợ không ăn được là cô chú có thua chay rồi. Thua rồi. Thua xa có cái đó. Thua nhiều. Có đầu tóc. Có cái màu tóc của nó với ba nó y chang nhau cô chú. Y luôn. Tóc đẹp khác một chút. Trời đất ơi. Có đâu cốt. Cái này là gì đấy? Kem hả? Is it ice cream? Lạnh ngắt à? Is it cold? Yeah. Then it's ice cream. Lạnh ngắt à? Hòn quá. Sao bận quần mà kéo lên chút ở trên vậy? Nông dân. Nông dân TV. Chị bị ghét dễ sợ. Nông dân TV. Nông dân TV. Bà hai biết con là người rất là sợ ăn cá sống, con ăn còn được mà. Mà con này con ăn được là bà hai biết cái nào không? Cá sống bà ăn được. Thì đó. Cái gì sống? Mà tại sao cái này bà hai sợ? Thịt sống. Bà hai sợ bị đau bụng à? Thịt bà không phải, thịt bà thấy nó giống sâu quá. Thế... bà sợ sâu. Không thể nào vượt qua nổi chính mình được hả? Không phải, bà muốn thử lắm. Tại vì đi Việt Nam á, người ta bán ngon lắm. Thúng này nhiều người mua lắm. Bà đứng bà nhìn thôi với mà... Bà hai đưa con cho nước ra mà. Nhín nhợn đâu đó. Không, mấy con này con ăn được. Nhín nhợn đâu đó mà bà không dám. Bà hai biết con biết ăn con này á. Đúng mà con 7 tuổi đó. Tại vì chú lũ á, không biết sao con nhớ cái đợt chú lũ vậy, chú lũ mua. Chú lũ chồng con nhung á. Mua rồi con thử, con không biết. Cái nắp rớt con, không biết nước. Ơi, chú want ice cream hả? À, thấy mà bà không có. Thế bà đi. Oh, chú want some more? Con nói đi, uống. Nói lại, uống. Uống này con, nó uống đi mẹ cho uống. Uống. Đúng rồi. Okay. Chỉ đủ thứ rồi, chỉ qua ice bên cream. Kem rồi, chỉ qua bên này, chỉ qua bên này. Ice cream. Con người, ít thôi, anh ơi, just a little bit, that's too much. That's why she spit it out. Lao miệng cho em con. Nhiều quá. See, it's too much for her. Where is she spitting it out? She was spitting it out right here. That is, and thank you. And get my spoon. Honey. Yes, darling. Eating ice cream? No. Darling. Are you sure? Yes, darling. Open your mouth. Ha ha ha. Hay quá, mẹ quá, hay quá. Baby. Yes, daddy. Eating ice cream. No, daddy. Are you sure? Yes, daddy. Open your mouth. Not too much. Ha ha ha. Open your mouth. Hả? Hát đi con. Hồi bữa con hát mà. Không hát trời ơi. Chạy. Open your mouth. Ha ha ha. Mệt quá, bữa hát giờ không hát cho cô chú nghe vậy. You want more? No. Have one of those. Oops. Well, that was an interesting challenge. What do you guys think? Let us know in the comments. No, what do you think? What do you think? I think if I had to survive off it, I could eat it. But I wouldn't prefer it. But this is easy to eat. Yes, easy. That's why I said I could survive off it. Because it's not too bad. Come. Yeah, 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 yeah. 1, 2 Oh, she wants to just kiss me. Mày ăn sao? Mày sao? Both of us. Both of us. 1, 2, 3 Cái gì vậy? We got a kiss right here. So she comes in. Vô đây, vô. Vô. Who you? Bà có mở chui vô. Okay. Enjoy. Hôn mẹ miếng này, hôn mẹ miếng cho cô chú coi. Hôn mẹ miếng. Con ăn này hả? Con ăn này hả? Dạ. Ăn không? Dạ đi con. Không ăn hả? Dạ ăn gì? Ăn gì? Giờ đó giờ chỉ tùm lum, giờ chỉ bài like, giờ đòi ăn kem nè. Nó là đó đó, đó kìa. Nó là Nguyễn Thị bài like mà. À mẹ. Ăn vậy sao đó ăn cái kia. Nó là Nguyễn Thị la xét mà. La xét. La xét. Nó là nó thích ăn la xét. Giống như bà cố nói la sét, bà cái chữ trắng miệng, cái chữ phải la sét có phải tiếng Pháp không?
Mà người ta nói nghe hay, còn như bà nói là không có nhiều cái gì. Sao thí dụ ta nói sao bà hay nói thử nghe? Bà nói không đúng giọng, không có đúng. Ta nói nghe nhẹ nhàng mềm mại lắm, còn bà nói bự quá. Ví dụ như mình Việt Nam mình nói la sét, còn mà Tây thì người ta được la sơ. Nè, phải không? Khi mà người ta nói nhẹ nhàng mềm mại la sét thì ta kêu la sơ, la sơ, la sơ. Chạy nhìn mẹ này chạy, la sơ. Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Xin kính thưa quý vị khán giả. Hôm nay MJ Sky Hồ Sĩ Dương sẽ hát cho cô chú và các anh chị nghe một bài hát được mang tên Tóc Lều Lý Tưởng. Hát đi con, hát đi. Từ ngày hai đứa quen nhau hạnh phúc thật nhiều. Con hát đi, tâm 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 tâm. Làm đi. Từ ngày hai đứa yêu nhau hạnh phúc bao nhiêu. Mắc cỡ, mắc cỡ. Mong rằng hai đứa cô chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái liều tranh. Ta mơ một túp lều tình. Nhật lại hát. Đời mình đẹp quá có anh và em. Ôi trời, nó xe nước này tôi uống vô phun nước miếng vô. Nó tự động, nó trùng lên cái con đâu có làm gì đâu. Rồi thôi. Baby qua vô. Trốn mày, chị đi quên chắc trốn. Thì thôi, hồi nãy giờ cả gia đình em nói chung là cũng làm bận rộn mọi người quá. Cứ la lối sùm quá. Đó thấy chưa, mới nói la lối sùm cái tới nó liền thấy chưa. Thì xin, đây nè, coi nè, coi cái quần nó nè. Đó, nó là quần nó. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip này nha. Thì giống như coi như là chồng Ngọc đã vượt qua cái thử thách mà ăn nhậm rồi. Cái này thì nói chung là cái đề này để mà mấy người nhậu Việt Nam á ăn cho vui, phải không? Thì Dũng như kiểu giống như muốn giới thiệu các bạn là bên Mỹ có nhậu. Bên Mỹ bán nhậm luôn, rất là rẻ. Một cái dĩa này có 70-80 ngàn à. Rồi cái dĩa 3-4 đồng á, 3-4 đô ở trong ngăn lạnh á. Thì chúc mọi người thật một ngày thật là vui vẻ nha. Hy vọng là mọi người giải trí một cái phần nào đó dùm về cái video clip của gia đình Ngọc mang tới tất cả mọi người. Còn mấy bạn nào cô chú anh chị nào mà thấy cái video clip này xàm quá thì cũng đừng có gọi là gì khắc khe quá, tại vì gia đình em thì chúng nói chung cũng không biết làm gì thì cứ vui chơi gì đó, giống như là mình như anh em một nhà cùng nhau ta hát ca như cây xương rồng trổ qua. Chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bà hai có biết cái câu đó không? Ngày xưa là có một cái chuyện cổ tích tên là cái gì đó, cái gì đó, cô gái gì cục bú gì đó. Cái có một cái tụi gọi là cái tụi quỷ á, nó tối khuya cái nó hợp nhau lại nó hát cái bài hát đó. Hai bên nắm tay nó hát vòng như anh em một nhà cùng nhau ta hát ca. Như cây xương đồng trổ qua đó. Cái con quỷ đó có cùng mấy cục búa đó, giống như là cô gái gì cục búa hay gì đó. Một nói là mấy bạn nào mà cái tuổi Ngọc mấy bạn nhớ. Rồi thôi, nói nhiều quá. Nói đây tất cả mọi người.